Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hiện tại thì có khá nhiều anh chị và các bạn đang phân vân về cái chương trình để nhận cái ưu đãi tại TCBS. Hôm nay tôi làm cái video này để chia sẻ rõ hơn với anh chị và các bạn hiểu về cái chương trình này. Khi mà anh chị mở tài khoản đầu tư tại TCBS và thực hiện đầu tư thì anh chị sẽ có cơ hội nhận được những cái ưu đãi như sau. Với cổ phiếu thì anh chị sẽ được miễn phí 100 triệu giao dịch trong thời gian 1 năm kể từ khi giới thiệu ạ. Cụ thể là như thế nào? Tức là anh chị sẽ được miễn 0.07% phí giao dịch mà TCBS họ thu. Còn TCBS họ chỉ thu 0.03% phí giao dịch cho sở giao dịch chứng khoán thôi. Cái này là TCBS họ không được nhận đâu. Đấy, anh chị sẽ hiểu như thế vậy cho nó dễ. Thì tôi ví dụ như thế này. Nếu mà bạn giao dịch mua 100 triệu cổ phiếu tại TCBS thì bạn sẽ được miễn phí 70.000 đồng. Và ngoài ra thì TCBS họ sẽ thu hộ 30.000 đồng cho sở giao dịch chứng khoán. Đấy, tôi nhấn mạnh là thu hộ để anh chị và các bạn tôi hiểu. Thế thì 100 triệu này thì anh chị có thể chia ra là 10 lần cũng được. Mỗi lần 10 triệu miễn là trong 1 năm anh chị và các bạn nhé. Đó. Với trái phiếu và đầu tư quỹ iFund thì sẽ được hưởng ưu đãi như thế nào? Anh chị sẽ được nhận 0.1% giá trị giao dịch lần đầu. Ví dụ như là bạn đầu tư 100 triệu thì bạn sẽ được tặng 100.000 đồng và cái tiền thưởng này sẽ được chuyển vào cái tài khoản ISU của anh chị và các bạn. Đó. Thế thì cái điều kiện nhận thưởng là như thế nào? Điều kiện nhận thưởng tức là anh chị sẽ chỉ làm một cái việc rất là đơn giản, tức là nhập cái mã giới thiệu 105C041670 vào ô nhập mã giới thiệu tại màn hình đặt lệnh. Chi tiết tôi đã mô tả rất rõ ở cái hình bên dưới để anh chị và các bạn xem. Để được hỗ trợ và tư vấn đầu tư tài sản tại TCBS thì anh chị có thể gửi thông tin gồm họ, tên và số điện thoại đăng ký TCBS tới số 0944 325 488 hoặc email tiền của tôi.vn@gmail.com. Ở đây là hoàn toàn tự nguyện, anh chị sẽ không mất bất kỳ một khoản chi phí nào khi thực hiện được hỗ trợ đầu tư tại TCBS. Chúng tôi sẽ gửi yêu cầu để anh chị và các bạn xác nhận trên ứng dụng TCBS để chúng tôi hỗ trợ. Đó. Có rất nhiều các cái video bài viết trên blog tiền của tôi và kênh YouTube tiền của tôi official để anh chị và bạn có thể học những cái kiến thức cơ bản về đầu tư. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc anh chị và các bạn sẽ luôn đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.